bé chơi. Chào các bạn nha, mình là Quốc Việt nè. Nói chuyện thật nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chém. Ê, có cái khủng ngô các bạn ơi.
ông Jack đã dạy cứu ông hàng xóm của mình. Tại vì lấy mình chân ngu. Các bạn ơi, bây giờ đi chơi.